Vô. Ủa mở cửa được không? Không, bụi bụi khách đang nghe. Ồ. Bụi ghê ta. Hai má hả? Hai má đây con. Mấy ngựa? Em bự à, hai ngựa. Mày lắp cho shop house bán hải sản à. Ờ. Ừ, chuẩn bị có điểm tập kết tiếp rồi. Bàn ghế các kiểu rồi. Này đem nhiều quá. Một con nằm đây hả? Hiện con nằm đây hả? Góc này chứ. Hiện con nằm đây. Bên đây như rộng hơn bên kia quá. Bên đây chắc rộng hơn bên kia quá. Máy lạnh, máy bơm. Ngồi vô. Mát không? Mát. Mát không? Mát. Ừ. Ok. Vậy được rồi. Hải sản mà dạng làm ấy đó, làm dạng ngồi vui thì máy lạnh là mát mà. Ok. Ồ, thi công rồi các kiểu nữa ha. Đây. Anh thợ thi công. Ồ, anh thầu cũng phải hả? Lộn. Thầu khác hả? Thầu khác. Dạ dạ rồi, em đang kêu ngoài đó đó. Em quay cái này cho em ra. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.